Ra đi. Trời ơi. Bố ơi, mày đừng có mà kêu nữa. Mày đã đi vào cái làng ế chồng rồi, mày đừng có hòng thoát ra. Ba cái đứa này láo đấy nhở. Đi kéo con trai nhà người ta về, con định bảo dùng chung đó. Tôi hiểu ý của ba cô rồi nhá. Bọn em đã làm gì đâu, đã động vào đâu, đã kịp sờ đâu. Bọn em đã được dùng chung đâu. Chị ơi, em hỏi thật nhá, bao lâu chị không gội đầu rồi đấy? Sao tóc của chị thối thế? Đúng rồi ý, em cứ ngửi thấy mùi thối thối. Đây này, em còn bắt được con gì đây này, giống như con cháy ý. Đâu, cho chị xem nào. Đây này. Ui, con to thật đấy nhở. Mà hai đứa chị bảo này. Có chuyện gì đấy chị? Sao chị thấy mấy thằng thanh niên trong làng mình cứ kiểu gì ấy nhở? Kiểu gì là kiểu gì hả chị? Ba chị em mình ai cũng xinh đẹp như này mà mấy thằng trong làng không biết ra tán nhở? Đúng rồi đấy, xinh thế này mà không biết về tán, chắc là mắt của bọn nó có vấn đề rồi. Em nghĩ không phải như thế đâu, chắc do ba chị em mình ở bẩn quá thôi. Chị nghĩ là như thế thật đấy mấy đứa. Không biết có cách nào để ba chị em mình có chồng không nhở? Chứ cứ như thế này ba chị em mình ế đến già mất thôi. Đúng rồi đấy, không biết là có cách gì không. Để em nghĩ xem nào. À, chị ơi, em có cách rồi. Em thấy mấy cái thằng con trai làng trên ấy, bọn nó cũng đi làng khác kéo vợ ấy, hay là ba chị em mình cũng đi kéo chồng đi. Ui, đi kéo chồng á? Ý tưởng hay ấy nhở. Nhưng mà đi kéo ở đâu được? Thì mình cứ ra ngoài kia gặp thằng nào thì mình kéo thôi. Thế bao giờ mình đi á chị? Thì bây giờ đi luôn thôi. Thế thì đi. Đi nhanh nào mấy đứa, không bọn con trai chuẩn đi hết rồi giờ. Vâng. Hôm nay đi múa khen đám cưới, ai cũng khen mình múa hay. Mà công nhận mình múa hay thật, lại có tí tiền rồi. Không biết là mình nên đi làng trên hay làng dưới nhở? Xuống làng dưới đi, nghe bảo làng dưới nhiều trai đẹp hơn đấy. Ừ, thế đi. Ừ, đi. Ô, chúng mày ơi, trai đẹp kìa. Ôi, hôm nay sáu đỏ thế nhở, vừa ra ngoài đã gặp trai rồi. Ui dồi, nhưng mà em nhìn có thấy đẹp mấy đâu. Ui, mày còn chê nữa, có người để kéo là được rồi. Thôi, mấy chị em mình đi kéo đi. Đi. Anh ơi, anh đi đâu đấy? Cho bọn em làm quen với. À, anh vừa đi múa khen về, mà mấy đứa định làm gì đấy? Đâu, bọn em có ý gì đâu, sao nhìn anh sợ thế? Anh ơi, nếu mà anh không bận thì hay là anh đi nhà em chơi đi. Đi sang nhà mấy đứa chơi à? Anh không đi được đâu, anh bận việc lắm. Mấy đứa thông cảm cho anh nhá. Hôm nay anh gặp bọn em là anh tới số rồi. Anh không muốn đi cũng phải đi. Nào mấy chị em kéo đi. Bọn mày làm gì ấy? Bọn mày bị điên à? Đi, bọn tao ra. Bọn tao ra. Trời ơi. Nào. Ôi trời. Đi bọn em. Nào bọn tao ra. Đi nào. Bọn tao ra nào. Có ai không? Cứu tôi với. Có ai không? Chúng mày thả tao ra, tao xin đấy. Đi. Bỏ tao ra. Xin chúng mày đấy, cho tao về đi. Đi nào. Thôi mấy đứa, nó cứ nằm thế này nó không đi. Bây giờ mình nhấc nó đi luôn đi. Đúng rồi đấy, nhấc đi. Đi. Có ai không? Cứu tao với. Có ai không? Ra, thả ra ra. Có ai không? Cứu tao với. Cứu tao với. Thôi. Chị ơi, em mệt lắm rồi, em không nhắc được nữa đâu. Chị cũng mệt lắm rồi, hay là hai đứa ở đây trông nó để chị về lấy dây ra buộc nó rồi mình kéo về. Đúng rồi đấy, thế chị đi, nhanh lên nhá. Trông nó cẩn thận nhá. Vâng. Thôi bọn mày tha cho tao đi. Cấm chạy nhá. Tao xin đấy. Đây, chị mang dây đến rồi, hai đứa cho nó ngồi dậy đi. Đúng dậy nào. Đúng dậy. Chúng mày làm gì đây? Sao lại lấy dây ra buộc tao? Cho tao về đi. Đi. Trời ơi. Đi. Trời. Lại kéo tao đi đâu nữa? Đi. Tha tao đi.
Ra ra đi. Trời ơi. Bố ơi, mày đừng có mà kêu nữa. Mày đã đi vào cái làng ế chồng rồi, mày đừng có hòng thoát ra. Trời ơi. Ra ra đi. Ra đến nhà rồi đi. Tao đi ra mà. Đi nhanh lên. Ra đến nhà rồi. Đi. Nhanh lên. Thả tao ra đi. Tao không chạy nữa đâu. Mày phải hứa là không được chạy nhá. Tao hứa mà. Ôi, không được rồi chị ơi, mình phải buộc nó lại vào cột thôi. Đúng rồi đấy. Thôi mày ngồi xuống đây. Chúng mày thả tao ra đi. Chúng mày bị điên hết rồi à? Mày im mồm đi. Ừ, chắc rồi đấy. Mà hai đứa ơi, ra ngồi ghế, chị có chuyện muốn bàn. Có chuyện gì đấy? Thì cứ đi ra đây. Vâng. Đi. Bây giờ thế này nhá, người thì kéo về rồi, nhưng mà chị em mình thì có 3 người, còn nó thì chỉ có 1 thằng thôi. Bây giờ chị lớn tuổi hơn thì nhường cho chị nhá. Sao chị khôn thế? Lâu lâu mới kéo được 1 thằng về, bây giờ nhường cho chị thì bọn em phải làm sao? Nếu mà nói như chị ấy, thì chị nhường lại cho em đi, đằng nào em cũng là em út mà. Thôi, bây giờ nhá, chị cũng muốn, em cũng muốn. Bây giờ nghe em đi, hay là ba chị em mình chung nhau đi. Hai chị em thấy thế nào, được không? Thế bây giờ ba chị em mình vào sửa soạn đi, để tối còn dùng chung nhau nữa chứ. Đi. Đi. Anh ơi, em xong rồi này. Để em cởi trói cho anh nhá. Chúng mình chuẩn bị đi vào nhà thế anh. Chúng mình định làm gì đây? Có ai không? Cứu tôi với. Anh kêu nữa. Ngồi yên nào. Để bọn em cởi trói cho anh nào. Cứu tôi với. Có ai không? Có hết nữa. Có ai không? Cứu tôi với! Ơ, sao đây lại có cái khen ở đây nhở? Mà cái này hình như chẳng phải là khen của thằng Lành đấy. Nãy nó vừa thổi khen ở đám cưới dưới kia mà. Sao lại rơi đây? Hay là có chuyện gì nhở? Có ai không? Cứu tôi với! Ơ, có ai không? Hình như có tiếng người kêu cứu ở dưới kia sao? Có ai không? Mà kêu ở cái hướng ba cái đứa nhà ế chồng dưới này. Sao kêu to thế nhở? Chắc là có chuyện chẳng lành rồi. Thôi chắc mình phải xuống dưới đấy xem sao đã. Quay không? Ui, cái tiếng hét này chắc chắn là ở cái nhà của ba cái đứa mà ế lâu năm đấy rồi. Phải đi xuống cứu nó mới được. Ô, kia đúng là thằng Lành rồi. Quay không? Cứu tôi với. Mấy đứa kia chúng mày làm gì? Thả thằng Lành ra ngay. Ô, anh trưởng thôn kìa. Đâu? Ô, anh trưởng thôn đến đi làm gì nhở? Ôi anh trưởng thôn ơi, anh trưởng thôn! Nào! Cứu em với! Anh trưởng thôn ơi, anh trưởng thôn! Cứu em với! Ơ ba cái đứa này! Sao chúng mày lại chó thằng Lành như thế này? Chúng mày định làm gì nó đây? Hả? Chúng nó định làm gì đây? Em cũng không biết nữa! Tự nhiên, bọn nó kéo em ra đây xong chó em vào cột này! Đứng dậy! Nào! Mày thử ngồi xuống đây kể cho anh nghe xem là sự tình câu chuyện nó như thế nào? Câu chuyện là như thế này anh ạ! Sáng nay em đi múa khèn dưới kia về, xong đến nửa đoạn đường, xong ba đứa này nó kéo em ra đây. Xong cứ bảo dùng chung cái gì ấy. Em sợ lắm rồi. Ba cái đứa này láo đấy nhở. Đi kéo con trai nhà người ta về, con định bảo dùng chung nữa. Tôi là tôi hiểu ý của ba cô rồi nhá. Bọn em đã làm gì đâu? Đã động vào đâu, đã kịp sờ đâu? Bọn em đã được dùng chung đâu? Ba cô còn cãi nữa à? Nếu mà không sờ, không động, không chạm thì thằng Lình nó tự trói vào đây à? Thôi bây giờ ba cô ngồi xuống đấy, nghe tôi nói mấy câu này. Ngồi xuống đấy đi. Ba cô nghe trưởng thôn nói này, bây giờ luật pháp của Việt Nam mình ấy là không cho cái kiểu mà đi kéo chồng kéo vợ như thế này đâu. Ơ mà anh trưởng thôn ơi, em thấy mấy cái thanh niên làng trên ấy, người ta cũng đi kéo vợ mà, có làm sao đâu. Đúng rồi đấy. Đấy là mấy năm trước thôi, chứ bây giờ mà cứ đi kéo thử xem, công an nó đến tận nhà đấy. Ơ thế hả anh, tại bọn em cũng không biết luật ấy, may mà có anh đến nói, bây giờ bọn em biết bọn em sai rồi, anh thông cảm cho bọn em nhá. Bọn em hứa với trưởng thôn là từ nay bọn em sẽ không đi kéo chồng nữa ạ. Thôi, bây giờ mấy đứa cũng đã biết nhận lỗi của mình như thế là được rồi. Anh cũng không nói vấn đề đấy nữa. Mà ba đứa nghe anh bảo này, anh cũng ngồi cách ba đứa khoảng tầm 50 phân rồi. Mà không hiểu sao cứ ngửi thấy cái mùi gì thối thối hay sao. Như kiểu ba đứa cả tháng không tắm hay sao không nhỉ? Thối thật đấy. Thối thật. Công nhận, thối thật đấy. Thối thật đấy. Mùi cứ khó chịu kiểu gì ấy. Mà thôi, ba đứa đi xin lỗi thằng Lình đi. Để anh còn đưa nó về. Dạ vâng ạ. Xin lỗi anh Lành đi.
Anh Lành ơi, anh không cần phải sợ bọn em nữa đâu. Bây giờ bọn em biết lỗi rồi. Đúng rồi đấy, từ bây giờ bọn em sẽ không bao giờ đi bắt chồng linh tinh như thế nữa đâu. Anh thông cảm cho bọn em nhé. Không sao, không sao. Các em biết lỗi là được rồi, anh không để bụng đâu. Nào mấy đứa, xin lỗi anh Lành đi. Bọn em xin lỗi anh Lành ạ. Xin lỗi xong là được rồi. Nào Lành ơi, đi về đi. Vâng anh. Mà thôi bây giờ mấy đứa đi vào nhà xong là đun nước tắm ngay đi nhá. Chứ con gái con đứa gì, thối hay là thối. Phải tắm sạch sẽ thì đội con trai nó về tán chứ. Đi đi, đi đun nước đi. Vâng ạ. Thôi mấy đứa đi đun nước tắm đi, chứ xấu khổ lắm rồi. Đi. Hương vị vùng cao xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của nhóm mình nhá. Nếu mà mọi người thấy video hay thì nhớ ấn like và chia sẻ ủng hộ cho cả nhà mình nhá. Hiện tại thì bên mình có bán rất là nhiều mặt hàng dược liệu Tây Bắc như là sâm câu, ngọc cẩu, ba kích. Mặt hàng này thì mọi người sẽ mang về ngâm rượu giúp tăng cường cho phái mạnh, giúp cho phái mạnh. Một người khỏe, hai người vui. Ngoài ra thì nhóm bọn mình còn bán một số những cái loại gia vị Tây Bắc ví dụ như là hạt dối, ma khén và thảo quả. Trên nhóm bọn mình còn có bán một số những cái loại trà và chè, ví dụ như là chè cổ thụ này, chè tuyết san này, trà mát gan và trà bổ gan nữa các bạn ạ. Số điện thoại của bọn mình có để ở phía bên dưới màn hình ấy, thì là các bạn mà có nhu cầu muốn mua những cái mặt hàng mà bọn mình vừa mới kể xong ấy thì là có thể liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại của bọn mình để ở đây này, thì là sẽ có người nghe và sẽ tư vấn những cái mặt hàng mà các bạn muốn mua. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của nhóm mình nhá. Hẹn mọi người ở video tiếp theo ạ. Bye bye mọi người.